Xin chào anh chị em, hôm nay mình sẽ cùng với anh chị em làm cái món nộm hoa chuối. Đây là cái hoa chuối mình gọi là bi chuối. Khi mà cái cây chuối nó ra hoa rồi, nó thả hết quả rồi, tức là quả nó ra hết rồi, thì nó xuất hiện một cái bi chuối này là cái phần dưới cùng. Và khi nó ra hết rồi thì mình sẽ cắt cái phần này. Thì những cái loại bi chuối nào có thể sử dụng được để làm nộm thì đa phần là sử dụng bi chuối ở quê mình gọi là bi chuối lá, hoặc là bi chuối rừng, hoặc là bi chuối gọi là chuối ngự, là đều sử dụng được. Có mỗi cái loại bi chuối là bi chuối tiêu ấy, thì ít sử dụng hơn bởi vì nó khá là chát và đắng. Còn cái loại bi chuối lá là cái loại chuối gần như làm là ngon nhất, nó sẽ ít chát. Các bạn rất đơn giản là các bạn dùng cái con dao mỏng và sắc, các bạn thái thật mỏng, các bạn bóc cái bẹ, những cái bẹ già ngoài đi, thái thật mỏng nhé. Sau đó các bạn cho vào một cái chậu bơm nước sạch này, trong cái chậu này là đã pha một chút muối loãng. Thực ra pha muối để làm gì? Pha muối để nó ra hết cái nhựa của cái chuối này, nó giúp cho cái chuối của chúng ta nó được trắng, và cái thân những cái sợi chuối này nó sẽ đanh lại giòn. Các bạn có thể ngâm bằng giấm hoặc nước cốt chanh nha các bạn nhé. Như ở đây mình ngâm bằng nước muối pha loãng là ok rồi. Các bạn ngâm khoảng 20 phút là các bạn có thể vớt lên được. Đây, chúng ta đã chuẩn bị tất cả những cái nội dung ở đây, gồm cái hoa chuối này khi mà thái chúng ta đã ngâm qua nước muối này. Đấy. Lạc này, miền Nam gọi đậu phộng này, da nhỏ này, rồi có một tí rau húng này, một tí thịt thái chỉ này, rồi đây là nước quất này, các bạn có thể lấy chanh hoặc giấm cũng được. Chúng ta sẽ vớt cái hoa chuối này ra một cái bát. Chúng ta chắt bỏ cái hột quất đi. Các bạn cho quất hoặc chanh hoặc giấm đều được nhé. Cho vào nó tạo thành cái vị chua chua, rất là ngon. Thêm một chút bột canh nhé. Rồi chúng ta cho thêm một chút đường, đường kính ấy. Đấy. Tùy theo khẩu vị mà các bạn cho nhiều hay ít nhé. Nếu mà người miền Nam họ cho rất nhiều, nhưng miền Bắc thì thường thường cho ít thôi. Nó gọi là có vị chua ngọt một tí thôi. Cho cái lạc này vào nhé. Rồi, cho thịt thái chỉ vào. Còn cái ít rau húng này các bạn thái nhỏ. Đó. Để chọn. Đấy, cho một tí rau húng vào cho nó thơm. Các bạn có thể bổ sung một chút ớt hoặc một chút tỏi. Nếu mà nhà các bạn không có trẻ con, mình có trẻ con mình không cho cái món này. Sau 10 phút thì chúng ta tiến hành cho ra đĩa. Đấy, nhìn rất là ngon đấy các bạn nhé. Cái hoa chuối này thì nó rất là sạch, an toàn. Chuối này là mình lấy ở vườn nhà thôi. Và nếu mà bình thường thì các bạn đi mua chắc cũng phải tầm 10-15 nghìn một cái đấy. Tip hướng dẫn làm cái nộm hoa chuối, hy vọng sẽ giúp ích được các bạn có một bữa ăn ngon với những cái hoa chuối thật là sạch, thật là ngon như thế này. Và hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.